Hello, chào mọi người để tiếp tục đến kênh Chú Đồng. Hôm nay thì Lộc sẽ dắt mọi người và cùng mọi người đi vào một cái khu mới để tìm ra một cái. Mình sẽ đi tìm cái khu mình có rất là nhiều tổ mối to, mấy mối ổ tổ mối chúa các bạn. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tìm một trong những cái tổ mối to nhất cái khu này, to nhất cái khu này luôn nha. Để mình tìm và đào cái tổ mối lên xem ở dưới tổ mối nó sẽ có gì và cái kết cấu cái như cũng như kiến trúc của cái tổ mối như thế nào á. Nào mọi người, bây giờ mình bắt đầu khám phá đầu tiên này. Bây giờ mình đi xem, mình đi kiếm cái tổ to nhất luôn mình mới đào nha. Còn mấy tổ nhỏ bây giờ đào lựa tổ nào bự nhất đào xem bên dưới có gì. Nào bây giờ nè, đi nè, đây nha. Có nè mà nè, đây có một tổ mà tổ này nó nhỏ thôi, mấy cái tổ này về mấy tổ con thôi à. Này đây đây, tổ này chắc tính ra nó cũng này, nó nhỏ nhưng mà cũng bự lắm á, bằng cái thúng vậy đó, chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà so với cái tổ này thì mình sẽ không đào, mình sẽ đi qua bên kia, qua bên cụ bên kia. Mình sẽ thấy mấy cái tổ kia bự hơn tổ này nhiều. Nhiều bản này lúc trước á, lúc khi mà nước chưa lên bạn, là mình có thấy trong cái khu này nè có mấy tổ mối rất là to. Thì bây giờ mình đi vô đây mình tìm lại cái khi mà qua mà nước rồi á thì mối nó còn vẫn còn ở chỗ cũ không? Lúc trước nước ở đây ngập rất cao, à, đó con tổ không kìa bạn, à, đây, đây có con tổ nè, đó, cái tổ này cũng không có gọi là quá bự, chúng đi chung chung, một con không có nhỏ. Cái tổ bên đây như có cái tổ bự hơn, mình nhớ đâu đây. Đâu đây. Để mình đi qua đây coi. À kìa. Này cái tổ bự bên đó này các bạn thấy không? Nó bên đó có cái tổ rất là to. Nào đi bệnh không? Đi đường này cô gai quá. Tại vì khó đi rồi. Đây có tổ rất là bự chứ mình thấy rất là to nè. Ừ cái tổ này mới đã nè. Ừ cái tổ hết hồn, tổ này bự nè, cái tay mình đưa vô nè, trời ơi nó bự lắm không mọi người. Này nè bạn thấy không, cái tổ này ngay cao chắc cần 1 mét các bạn. Này nè, nó cao ngang bụng mình luôn á, rất là to. Thôi bây giờ về đi, bây giờ mình quyết định sẽ đào tổ này, đào tổ này xem coi bên trong nó có cái gì mà. Và mình sẽ kiếm mối chúa, cũng như coi bên trong này con mối này nó có cái gì trong. Thôi bây giờ bắt đầu mình đi lấy dụng cụ để đào đây, đảo ở đây đào cái tổ mối lên xem coi có cái gì đặc biệt không, có khác mấy cái tổ mối nằm dưới đất hơn không. Như vậy, này tổ mối này là mối cây mà, nhưng mà nó cũng làm dưới đất, nói chung cũng tùy nơi thôi. Nào đi nào, bây giờ mình đi lấy đồ lại, mình đào lên coi như thế nào. Quay gần đây qua xem đây nè. Tổ mối này thì nó rất là to, rất khủng luôn chứ không phải to à. Rất là cao quá. Cái chân nó nè mà nó nhỏ ra đỉnh núi vậy. Đó, để mình dọn sạch sạch ra ha. Bên đây mình có móc lủng mấy lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào nó thôi. Đào nó xem như thế nào. Trên nó phía trên là đa số những con mối non nó chú ngủ các bạn nè, mối sữa không nè, không thì sâu dưới thì sẽ là mấy mối thợ với mối chúa nằm ở dưới cùng luôn các bạn, chứ trên này không có mối chúa nha.
giờ mình tiếp tục mình đào sâu xuống nha, mình sâu xuống nữa coi xem như thế nào. Cái này cái gì vậy? Nè, nè, bà thấy này gì không? Này gì vậy? Mình đào chúng là một cái cục, chóc luôn nè bà, chóc luôn nè, đồng hả? Con đồng không ta? Nè, để cái này hồi tính sao để mình đào tiếp cái đã. Thế mình đào lên dưới này vậy nè bạn. Thấy không? Đã không? Cục kia lăn lúc chổng rồi, cục bự á. Nè. Đây rồi mình lăn ra cái đây. Yeah.
nha bạn. Như mình đào kiếm cái con mối chúa mà đào hoài không được, không thấy đâu hết trơn. Nè, coi cái tổ mối này nè, to khủng khiếp chưa. Ơi, nhìn ở trong này giống bánh gì rồi, bánh gì nào quên này, bánh quay chèo vậy đó. Tổ nè, chứ được cái cục này tính ra thì mình cũng lời đúng không. À, mình được cái cục này nữa bạn. Này là gì trời, này là gì á, nó chắc bằng đồng quá bạn thấy không. Này chắc bằng đồng, hổm mình có đào được một cái cục kia, mà cục kia cũng bằng đồng ha, mình có đi coi rồi nè. Tổ mối hết hồn bự ghê rồi. Mình đào mình gắng tìm cái ụ mối chúa ở đây, nhưng mà nó sâu quá, với lại mình đào mà mình mệt quá, mệt đào không nổi, chỉ được cục này thôi. Cục này đào trong văng ra ngay cái ban nè, nè đào chúng nè bạn thấy không, nó chóc bên luôn này, trắng luôn này. Cái tượng này tượng gì mình cũng không biết nè, đào chúng em đây nè, chóc hết miếng thịt người ta luôn. Sao mà nằm trong này con nào lấy bắn chim không, cục này cục gì không biết, hình nè không biết hình gì, rất lạ. Đó giờ mình không thấy cái tượng phía sau có cái chữ, cái chữ gì không biết luôn, hay cái đuôi hay cái gì ta. Các bạn nào biết cái tượng này tượng gì không? Mệt quá, vừa gán đào kiếm cái tổ cái con mối chúa mà chả được, tức quá. Này mối con, cái này khoảng 5-10 bữa nó sẽ làm lại từ chỗ này luôn bạn, nó sẽ tự làm lên lại. Thì mối này nó ít khi nó bỏ chỗ nó, người ta nói khó diệt như mối là vậy đó. Cứ bạn đập rồi nó không cho lên lại, nó không y chỗ đó. Thì khi bắt mối chúa đi giết mối chúa thì nó mới bỏ luôn. Bạn thấy không? Nè bạn thấy. Cục mối này nó khủng đến mức này nè. Đó. Đâu có nói xạo đâu. Cái này là cái chân ấy thôi. Cái miệng như này còn dữ nữa nè. Thấy không? Rất là to. Cố gắng mà đào cái con mối chúa là mày đào không được các bạn. Tại vì mối chúa nó nằm ở cái sâu, mà nằm dưới nó có cái ụ giống như là cái lô cốt riêng cho nó vậy đó, nó nằm phía trong đó. Mình đào lên giống như cái dĩa này nè. Mình có đào rất là nhiều tổ rồi, nhưng mà mấy cái tổ nhỏ hơn. Cái tổ này tối tối giờ là mình đào tổ này từ bự nhất luôn, từ trước đến giờ mình thấy chưa có tổ nào bự hơn cái tổ này nữa hết. Nè. Mối thì hình như là nó có tính luôn mối chúa, hình như nó bốn loại. Mối thợ nè, mối chúa nè, mối lính nè, với mấy mối con, với một con mối gì nữa nè. Mấy gì quên tên này nhớ nhắc mình ở phía dưới nha. Quá trời ơi, hết hồn. Khủng chưa. Trong đây rất là nhiều mấy con, ai có nuôi gà đâu á, quất vô cục này cái là gà lụm ăn no luôn. Mà ăn gà, ăn đa mấy gà đá bạn, nó ăn mấy con mối này là đá rất là sung, rất là mập. Quên á, cái cục này móc lại lại cái nữa coi. Gì bạn, ai biết này cục gì không? Đây chắc là đồng, tại vì ở đây mình thấy mấy cục đồng mà nhiều. Mấy hình này nè, tại lúc trước mấy cái, ở đây có mấy cái nhà ta bỏ đi, có mấy cục đồng là mình không biết đồng gì, nhưng mà có cái hình lạ lạ nè, không có lấy nét được. Các ai biết hình hình gì không? Bây giờ clip của gió đồng mình cũng xin kết thúc ở đây nha bạn. Trời chuyển mưa vô bão quá, bây giờ đi về thôi. Để thôi, để ngồi mưa rồi bắt đầu chạy em kịp mất công nữa, ướt máy ướt đồ, mốt không có quay clip cho mấy bạn xem được.
chào mọi người nha, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha, bye. Nhớ nha, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để có những clip hay mấy bạn là người xem đầu tiên nha, bye.